Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông tấn. Ngày hôm qua, hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran cho biết nước này sẽ bãi bỏ các yêu cầu về thị thực nhập cảnh đối với 33 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cụ thể, tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, Iran cũng bỏ yêu cầu thị thực nhập cảnh với Campuchia và Malaysia. Đối với các nước Ả Rập ở vùng Vịnh, danh sách bao gồm các nước như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Qatar và Bahrain. Bộ Du lịch Iran cho biết chính sách trên thể hiện quyết tâm của Tehran trong tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương và tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới. Ngoài ra, chính sách miễn thị thực này còn nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch quốc tế đến với Iran. Theo thống kê mới nhất, lượng khách nước ngoài đến Iran đạt 4,4 triệu lượt trong 8 tháng đầu năm tài chính hiện tại của Iran, bắt đầu từ ngày 21 tháng 3, tăng 48,5% so với cùng kỳ của năm ngoái. Hôm qua, chính phủ Phần Lan cho biết sẽ đóng cửa các cửa khẩu ở biên giới trên bộ với Nga một lần nữa, chính thức từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 14 tháng 1 năm sau. Trong thông báo, Bộ Nội vụ Phần Lan cho biết sau khi nước này mở hai cửa khẩu, dòng người tị nạn có dấu hiệu tăng trở lại và vấn đề này đặt ra thách thức cho an ninh quốc gia. Văn bản này cũng nêu rõ hai cửa khẩu Vailami và Narala sẽ bị đóng vào tối ngày 15 tháng 12 theo giờ địa phương. Và như vậy thì tất cả các cửa khẩu trên bộ giữa Phần Lan và Nga đều sẽ bị đóng cho tới ngày 14 tháng 1 năm sau. Ngày 28 tháng 11 vừa qua, chính phủ Phần Lan lần đầu tiên tuyên bố đóng cửa toàn bộ 8 cửa khẩu biên giới trên bộ với Nga cùng với lý do ngăn chặn dòng người tị nạn và di cư bất hợp pháp. Đến ngày 12 tháng 12, Helsinki thông báo mở lại hai cửa khẩu Vailama và Narala, nhưng đảo ngược quyết định này chỉ 2 ngày sau đó. Quốc hội Israel trong ngày 14 tháng 12 đã bỏ phiếu thông qua khoản kinh phí bổ sung lên đến 25,9 tỷ nis, tức là khoảng 7 tỷ đô la Mỹ vào ngân sách quốc gia để trang trải những hao tổn cho cuộc xung đột ở dải Gaza. Khoản ngân sách bổ sung được thông qua với 59 phiếu thuận và 45 phiếu chống, cho phép tăng ngân sách năm 2023 lên 510 tỷ nis, tương đương khoảng 139 tỷ đô la Mỹ. Khoản bổ sung này sẽ được sử dụng để trả lương cho các lực lượng quân dự bị và thuê nhà cho những người phải di tản khỏi vùng chiến sự. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cùng ngày cho biết chiến sự tại dải Gaza có thể sẽ kéo dài vài tháng. Phát biểu trên được ông Gallant đưa ra tại cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đang ở thăm Israel. Hai quan chức cũng thảo luận về sự cần thiết của việc hồi hương những người Israel ở biên giới với Liban sau khi hàng chục nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Quốc hội Mỹ trong ngày 14 tháng 12 đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng hàng năm với ngân sách quốc phòng kỷ lục lên tới 886 tỷ đô la Mỹ cho năm 2024, đồng thời gia hạn một hệ thống giám sát điện tử nước ngoài do các cơ quan tình báo Mỹ sử dụng. Sau khi được Thượng viện Mỹ thông qua trước đó, dự luật dài gần 3.100 trang này cũng đã được Hạ viện Mỹ thông qua với 310 phiếu thuận và 118 phiếu chống và sẽ được gửi đến Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký ban hành. Đây là một trong những đạo luật quan trọng mà Quốc hội Mỹ cần thông qua mỗi năm, cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ cho những mục tiêu an ninh cụ thể như tăng cường khả năng răn đe và khả năng phòng thủ của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Văn kiện này cũng mở rộng một chương trình hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cho phép phân bổ dần 300 triệu đô la Mỹ cho Kiev. Tuy nhiên, tổng số tiền viện trợ này ít hơn nhiều so với gói viện trợ riêng rẽ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Mỹ và Ukraine yêu cầu. Ngoài ra, dự luật trên gia hạn thêm vài tháng một điều luật quy định về hệ thống giám sát điện tử ở nước ngoài đối với người nước ngoài sắp hết hạn, vốn bị các nhóm bảo mật chỉ trích mạnh mẽ. Dự luật cũng thông qua ngân sách tăng lương cho quân nhân thêm 5,2% đến mua sắm tàu, đạn dược và máy bay và các chính sách khác. Cả Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB và Ngân hàng Trung ương Anh trong ngày hôm qua đều thông báo tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay, đồng thời cảnh báo tình hình lạm phát vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Với quyết định trên, thì lãi suất của ECB sẽ vẫn giữ nguyên ở mức cao kỷ lục 4%. Đây là lần thứ hai liên tiếp ECB giữ nguyên lãi suất sau một đợt tăng mạnh chưa từng có nhằm kiểm soát lạm phát. Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã giảm xuống 2,4% trong tháng 11 vừa qua, mức thấp nhất trong 2 năm và không quá xa mức mục tiêu là 2% của ECB. Trước đó, nhiều nhà phân tích nhận định ECB sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 6 năm sau. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát gần đây có xu hướng giảm, ECB có khả năng sẽ hạ lãi suất vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2024.
Còn tại Anh, trong phiên họp cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Anh cũng quyết định duy trì lãi suất cơ bản ở mức 5,25%, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục chính sách này thêm một thời gian nữa nhằm kiềm chế lạm phát. Lạm phát tại Anh giảm mạnh xuống 4,6% trong tháng 10 năm nay, nhưng vẫn vượt xa mức mục tiêu là 2%. Trong ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 và 2024 do tác động của lãi suất cao đến nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Theo ECB, tăng trưởng kinh tế khu vực Eurozone dự báo đạt 0,6% trong năm 2023, giảm so với mức 0,7% trong dự báo trước đó. Năm 2024, tăng trưởng kinh tế khu vực này dự báo đạt 0,8%, thấp hơn mức 1% trong dự báo trước. Triển vọng tăng trưởng vẫn yếu khi người tiêu dùng mất một phần thu nhập thực tế do lạm phát cao trong 2 năm qua. ECB cũng dự báo lạm phát tại Eurozone sẽ giảm trong năm tới xuống 2,7%, thấp hơn mức dự báo 3,2% trước đó. Trong năm 2025, lạm phát sẽ giảm dần xuống mức 2,1% trước khi xuống dưới ngưỡng 2% vào năm 2026. Trước những rủi ro về lạm phát, cùng ngày, ECB đã tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay ở mức cao kỷ lục 4%, đi ngược lại với những hy vọng của thị trường về khả năng sớm cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp ECB giữ nguyên lãi suất sau một thời gian tăng lãi suất lịch sử nhằm kiềm chế lạm phát. Ngày hôm qua, Australia đã công bố lệnh cấm hoàn toàn đá nhân tạo nhằm bảo vệ hàng nghìn người lao động trước nguy cơ mắc bệnh về phổi. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng phụ trách an toàn và sức khỏe lao động, liên bang và các tiểu bang của Australia. Lệnh cấm Delic với tỷ lệ cao hơn đáng kể so với các ngành công nghiệp khác, đồng thời họ cũng phải đối mặt với tình trạng bệnh tiến triển nhanh hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn. Công nghệ đang mang không khí Giáng sinh đến cho những người cao tuổi sống tại một viện dưỡng lão ở miền đông Hungary. Sử dụng thiết bị thực tế ảo, những người cao tuổi ở tại đây sẽ được chiêm ngưỡng những hội chợ Giáng sinh trên khắp châu Âu mà không cần phải bước chân ra khỏi cửa. Năm nay, khi đại dịch COVID-19 không còn phủ bóng u ám lên bầu không khí lễ hội cuối năm, viện dưỡng lão Margareta ở thị trấn Kecskemét, cách thủ đô Budapest khoảng 100 km về phía đông, đã tìm kiếm những cách thức mới để mang lại niềm vui cho những người cao tuổi đang sinh sống tại đây. Không thể diễn tả được cảm giác này. Tôi 90 tuổi rồi, thử tưởng tượng chuyện ngồi kể cho con cháu nghe việc này. Giống như được bay vậy, chúng tôi được đưa tới Warsaw và bay vòng quanh những ngọn tháp. Đúng là phép màu công nghệ. Viện dưỡng lão Margareta đã hợp tác với nền tảng kiến thức sáng tạo địa phương có tên Cedrusnet, nơi mang các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI và thực tế ảo đến trường học và người cao tuổi. Những người lớn tuổi sống ở viện dưỡng lão có nhiều giới hạn về thể chất và sức khỏe. Đối với họ, việc được du lịch đến nhiều nơi trên thế giới, ngay cả khi chỉ là trải nghiệm ảo kỹ thuật số, cũng mang lại những tác động tích cực. Trước tour du lịch Giáng sinh ảo dành cho người cao tuổi, thị trấn Kecskemét từng tổ chức các chuyến đi tham quan ảo các thủ đô châu Âu như Rome, Venice, Praha và Warsaw. Nhằm giúp công chúng hiểu hơn về phong tục đa dạng trên khắp thế giới, một triển lãm mang tên Giáng sinh vòng quanh thế giới đang được tổ chức tại Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp Chicago của Mỹ. Sự kiện đã tạo ra không gian đa sắc màu thu hút đông đảo du khách. Trung tâm của triển lãm là cây thông Giáng sinh khổng lồ cao hơn 15 mét và hơn 50 cây thông khác đặt xung quanh. Các tổ chức cộng đồng và tình nguyện viên tại Chicago đã trang trí cho từng cây thông theo truyền thống của các nền văn hóa trên toàn cầu. Những cây thông tuyệt đẹp này đã thể hiện cách chúng ta tôn vinh truyền thống của mình trên khắp thế giới vào những thời điểm khác nhau trong năm. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1942 với một cây thông duy nhất. Qua nhiều năm, số lượng cây được trưng bày trong triển lãm ngày càng mở rộng, phản ánh sự đa dạng của Chicago. Lễ Giáng sinh vòng quanh thế giới trưng bày hơn 50 cây thể hiện các phong tục khác nhau được tổ chức trên khắp thế giới. Du khách đến triển lãm ở nhiều độ tuổi, thậm chí có những người tới tham dự đều đặn hàng năm. Tất cả đều hào hức khám phá phong tục và văn hóa Giáng sinh đặc sắc. Cháu nghĩ cây thông thật to lớn và đáng yêu. Năm nào tôi cũng tới triển lãm này, cây thông được trang trí rất đẹp và đầy mê hoặc. Tôi thích đọc những dòng chú thích về cách các quốc gia đón lễ hội vào năm mới. Thật tuyệt vời và thú vị. Ban tổ chức đã thực sự dành rất nhiều tâm huyết và sức lực trang trí các cây thông.
Triển lãm Giáng sinh vòng quanh thế giới kéo dài đến ngày 7 tháng 1 năm 2024. Khu vui chơi cho trẻ em là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng. Và tại nhiều quốc gia trên thế giới, công tác bảo đảm sự an toàn cho các sân chơi này đòi hỏi rất nhiều những yếu tố, và trong đó có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và người dân, cũng như các tiêu chuẩn về thiết kế hạ tầng, thiết bị, vật liệu. Cậu bé George 8 tuổi bị té ngã khi tham gia trò chơi leo núi ở một khu vui chơi dành cho trẻ em tại Chicago, Mỹ. Clip được bố mẹ em ghi lại cho thấy, sau khi đã leo đến đỉnh, George bị ngã tự do từ độ cao hơn 7 mét xuống bê tông dưới đất, khiến bố mẹ em vô cùng hoảng loạn. Chúng tôi chạy đến và thấy thằng bé bất tỉnh rồi. Trong đầu chúng tôi trống rỗng và thật sự rất lo sợ. May mắn thay, George vẫn sống sót, nhưng em đã bị gãy nhiều phần xương và phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật. Cậu bé đã phải ngồi xe lăn suốt 2 tháng và sau đó phải đi lại bằng nạng một cách khó khăn. Vào thời điểm George bị ngã, em chỉ đeo mỗi giày đai lưng và không hề được gắn thêm dây thừng an toàn phía sau. Việc đó chẳng khác nào bạn đang leo núi tự do vậy. Thằng bé buông tay ra vì nghĩ nhảy xuống sẽ an toàn như mọi lần khác cháu từng chơi. Đây là chiếc dây an toàn mà cậu bé George nghĩ rằng mình đã được đeo vào người. Thế nhưng khi trèo được đến đỉnh, cậu bé buông tay nhảy xuống mà không biết rằng mình không được đeo dây an toàn và ngã xuống bê tông thay vì lớp đệm mềm như thế này. Khu vui chơi này sau đó đã bị kiện vì không tuân thủ các quy trình an toàn cơ bản khi xây dựng sân chơi cho trẻ em. Tôi cho rằng sự an toàn luôn là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong việc thiết kế cũng như thi công khu vui chơi cho trẻ em. Để làm được điều này đòi hỏi tính cân bằng của các yếu tố như các thiết bị phải đạt quy chuẩn về an toàn, không gian sân chơi phải đủ các điều kiện phòng ngừa sự cố có thể xảy ra, cơ sở phải có đủ số lượng nhân viên được đào tạo đầy đủ về nguy cơ dẫn tới thương tích cho trẻ, và cũng cần có sự bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra, giám sát định kỳ của cơ quan chức năng. Tại Mỹ, rất nhiều tài liệu văn bản đã được phát hành để hướng dẫn cũng như khuyến cáo về tiêu chí để nâng cao độ an toàn cho sân chơi trẻ em. Ví dụ, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ SPSC phát hành sổ tay về an toàn sân chơi công cộng với những hướng dẫn chi tiết giúp cộng đồng địa phương, trường học, nhà quản lý xây dựng, vận hành và quản lý sân chơi cho trẻ em. Trong khi đó, tại Australia, nhiều trường học cũng đang xây dựng kế hoạch quản lý sân chơi nhằm giảm thiểu khả năng gây thương tích cho trẻ em, hướng tới không gian giáo dục kết hợp vui chơi an toàn lành mạnh. Thiết bị sân chơi được lắp đặt theo đúng thông số kỹ thuật, còn nguyên tem mác của nhà sản xuất. Sân chơi thường xuyên được kiểm tra, sửa chữa và bảo trì bởi các nhân viên đã có chứng chỉ đào tạo. Thanh tra và kiểm tra là một phần không thể thiếu trong kế hoạch quản lý an toàn để có thể kịp thời sửa chữa hoặc loại bỏ thiết bị hỏng hóc và tư vấn phát triển sân chơi. Nhìn chung, đảm bảo sự an toàn cho trẻ trong các khu vui chơi không chỉ giúp các em nâng cao nhận thức về thế giới xung quanh, mà còn hướng các em đến những điều mới lạ, khơi gợi hứng thú, thúc đẩy trẻ suy nghĩ, hoàn thiện quá trình phát triển về cả thể chất và tâm hồn. Trong ngày 14 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi chính phủ các nước áp dụng chính sách quản lý thuốc lá điện tử hay còn gọi là vape, tương tự như với thuốc lá thông thường, cũng như cần cấm tất cả thuốc lá điện tử có hương liệu. Viện dẫn các nghiên cứu, WHO nêu rõ không có đủ bằng chứng cho thấy vape giúp cải thiện cai thuốc lá, và thậm chí vape còn tạo ra một số chất được xác định là gây ung thư hoặc là gây hại cho tim phổi. Các chất này cũng có thể hủy hoại sự phát triển trí não ở những người trẻ tuổi. Đáng quan ngại, vape còn có thể gây nghiện nicotine đối với những người không hút thuốc, đặc biệt là trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Hiện nay, số trẻ từ 13 đến 15 tuổi sử dụng vape đang nhiều hơn so với số người trưởng thành tại tất cả các quốc gia thành viên của WHO. WHO cũng kêu gọi thực hiện các thay đổi, trong đó có việc cấm tất cả các hương liệu như tinh dầu bạc hà, cũng như áp dụng các biện pháp kiểm soát thuốc lá điện tử, tương tự như với các biện pháp thực hiện đối với thuốc lá thông thường, bao gồm đánh thuế cao và cấm sử dụng tại nơi công cộng.